xưa là cái buôn làng chúng ta thì có cồng chiêng, có những cái lễ hội rất là đặc sắc. Kinh tế ngày xưa là đời sống đồng bào còn khó khăn hơn bây giờ, là chỉ có phát nương làm vậy thôi. Nhưng mà về văn hóa âm nhạc dân gian này là cái phong trào rất là mạnh. Bây giờ nó không phải như ngày xưa. Giống như bài của Lê Minh Sơn, bài Voi Không Đuôi, chỉ còn những tiếng khóc, chỉ còn những tiếng gào thét của những con voi không đuôi, chỉ còn những ngôi nhà sàn bằng bê tông, chỉ còn những tượng mồ bằng bê tông vô hồn. Chỉ còn những ngôi nhà sàn bằng bê tông, chỉ còn những tượng nhà mồ bằng bê tông vô hồn. Có nhiều buôn hiện nay là không còn bộ chiêng và không còn một cái kèn đinh năm như thế này, và có những cái kèn này phải đến nhà tôi mượn. Còn rất ít những người mà biết sử dụng nhạc cụ của mình. Thậm chí cả vấn đề cái vật liệu mà chế tác một cái nhạc cụ như vậy hiện nay cũng khó rồi. Đó là một niềm tự hào. Kinh tế gia đình thì không phải là khá giả, kinh tế cũng khó khăn, bố vẫn đi làm. Ban ngày thì vẫn đi làm nông, lấy xe cày, đi hát cà. Được cái bố rất đam mê, bố giỏi mà. Mình không giỏi được như bố. Nó có trong cái máu của mình rồi đấy, nó có trong cái tâm hồn của đồng bào, của dân tộc mình rồi. Không ai giữ của mình đâu, tự gia đình mình, bản thân mình, dân tộc mình và giữ lấy của mình. Mình cố gắng những gì mình biết mình truyền lại cho con các cháu. Theo ước mơ của chú á, sẽ có nhiều em biết sử dụng loại nhạc cụ dân tộc, không đánh mất những cái giai điệu của mình, những cái nhạc cụ của mình. Cái đó là di sản của người Tây Nguyên, chặng đường cực kỳ dài mà muốn gây dựng, mà muốn gìn giữ, đó là một quá trình. Em muốn dùng giọng hát của em để ước mơ của bố sẽ thành hiện thực, đó là giữ cái truyền thống âm nhạc Tây Nguyên càng ngày càng phát triển, càng ngày càng bay xa hơn nữa. Một mình lang thang trên đất này theo dấu chân cha ông từng ngày, một mình qua sông qua núi đồi đi tìm mặt trời và tìm lời ru ngàn đời. Tôi như con chim lạc bay trên đồi cao, tôi như con thú hoang lang thang trong rừng sâu, như dòng sông khao khát lời, tôi như hạt mưa khao khát trời. Bài hát ôi mắt trời, bài hát ôi cuộc đời, cùng nghe đêm vì nó
đã hoàn thành phần thi của mình ở vòng đầu tiên. Hôm nay bạn đến đây cùng với bố của mình phải không ạ? Con chào chú ạ. Con xin mời chú lên sân khấu với con trai của mình luôn ạ. Mời chú. Nhìn là con thấy là có thần thái của già làng rồi đó. Người cầm đầu trong gia đình nhà, đúng không ạ? Chú rất là oai, con không biết sao mà con nhìn chú ấy, con cảm thấy ngay cái phong thái của một cái người đứng đầu, cái cách chú nói về những cái nhạc cụ. Đối với chú nó là tài sản, mà không những của riêng chú mà là của dân tộc mình. Nên con thấy là cái việc chú đang làm cực kỳ cao cả. Con rất là khâm phục cái điều đó của chú. Và hôm nay con cực kỳ thích hình ảnh hai bố con, những thế hệ nối tiếp nhau như những người nghệ sĩ lên sân khấu mang đến cái cảm hứng cho người nghe, để người ta hiểu hơn về văn hóa của Tây Nguyên, yêu hơn về văn hóa của Tây Nguyên. Rất là thích. Dạ, nói chung là dành trọn tình yêu thương cho hai bố con. Tôi có bảo tồn, mà bảo tồn cho tôi là nó khác với mọi người. Bảo tồn tôi là bảo tồn sống, tức là các con, các cháu phải hiểu nó, phải đam mê về nó, biết chăm sóc về nó. Nếu mà một mình tôi thì tôi không thể làm được một việc như thế, thì vợ con là phải ủng hộ thì tôi mới làm được. Cảm ơn câu chuyện của chú Y Thiêm, cũng như là tâm huyết của chú muốn gìn giữ những nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên. Chú chơi nhạc cụ thử chút xíu bắt đầu đi. Nói về cái nhạc cụ này thì tôi nhờ con hát cho bố một cái ca khúc, bài Còn Thương Nhau Với Buôn Ma Thuột. Bố sẽ thổi cho. Gặp lại em mùa mưa con đường xưa đây rồi, gặp lại em như chiếc chẽ dịu miên đêm mời. Ánh mắt ai tiếng nói ai thương thương hoài, gió thế đây nắng thế đây không vơi đầy. Lời chào như xưa, nụ cười như xưa, nhịp gùi đung đưa vẫn như ngày nào. Thì xin mời giám khảo sẽ có những lời chia sẻ về tiết mục ngày hôm nay. Cháu yêu cái gì thuộc về truyền thống. Và truyền thống thì dù cho đổi mới thì mình vẫn tiếp nhận, nhưng mà những cái truyền thống dân tộc thì mình cũng nên giữ, tại vì nó rất là tốt. Thì để cháu rất trân trọng với cái công việc của chú. Cảm ơn chị Cẩm Ly. Tại vì Thành nghĩ là nếu mà bạn đã hát thường xuyên thì bạn phải khéo léo hơn trong cái việc xử lý một bài hát, nhất là với một cái bài nổi tiếng như vậy. Thành hy vọng rằng là đó chỉ là vòng 1 nên bạn tâm trạng mình hơi hồi hộp lo lắng. Nhưng mà vòng 2 nếu bạn may mắn vào được thì bạn phải xử lý khéo léo hơn. Cảm ơn ban giám khảo. Cảm ơn chú Y Thiêm ạ.